cái cây này nó đánh quá ngon. Nó còn ngon hơn trong một số cái cây vợt ấy, trong tầm giá 3 triệu của một cái hãng L nào đó. Xin chào anh em. Sau khoảng gần 1 năm làm YouTube thì mình nhận thấy cái nhu cầu của anh em về một cây vợt giá vừa phải đánh công thủ toàn diện là rất là cao. Hầu như trong các số Q&A tuần nào mình cũng nhận được câu hỏi của anh em là giới thiệu một vài cây vợt ở trong tầm giá từ 1 đến 2 triệu đánh công thủ toàn diện. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cây vợt như vậy. The Third Game Thunderbolt. Đây là một cây vợt có mức giá khoảng 1 triệu rưỡi. Và nó là một phiên bản clone của cây 100ZZ của Ionex. Vậy thì cái mức giá 1 triệu rưỡi của cái cây Thunderbolt này liệu nó sẽ giống được bao nhiêu phần trăm so với cây 100ZZ hơn 4 triệu? Trước tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn tới bạn Tăng, chủ shop Susu Badminton. Bạn ấy đã cho mình mượn cái cây Thunderbolt này để làm review với anh em. Và thông qua kênh YouTube PT Shop thì bạn ấy có gửi tới một món quà nhỏ dành cho các anh em theo dõi kênh PT Shop. Anh em hãy theo dõi đến cuối video để xem món quà đấy là gì nhé. Mình biết tới The Third Game từ khá là lâu khi mà mấy anh em ở sân mình có sử dụng cái cây XM8. Cái lúc đấy thì mình cũng mượn để xem cái cây này nó có gì đặc biệt mà nhiều anh em trong sân mình lại khen nó đến vậy. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình là thiết kế của nó không hề đẹp. Khi mà vẫn còn những cái vị trí mà nhìn rõ cái vết mài đánh giấy giáp của phần carbon nó không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà đến cái cây Thunderbolt này thì nó đã khác hoàn toàn. Cái nước sơn của cây Thunderbolt này rất là đẹp. Những cái phần dán đề can thì tỉ mỉ, mượt, không có chỗ nào bị lem nhem. Mình rất ngạc nhiên khi một cây vợt trong tầm giá 1,5 triệu mà có thiết kế ổn đến như thế này. Trong khoảng hơn 2 tuần trải nghiệm thì team mình cũng cọc cạch khá là nhiều. Nhưng mà trên cây vợt thì không để lại cái vết xước sơn hay là vết nào đó bị bong sơn. Nên là mình đánh giá cây vợt này nước sơn rất là bền và đẹp. Về màu sắc tổng thể thì màu hơi trầm một chút. Anh em thấy thiết kế của cây này nó có đẹp hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn về công nghệ thì do The Third Game là một thương hiệu non trẻ nên là không có nhiều cái thông tin về công nghệ để mình có thể chia sẻ với anh em. Nhưng với cái cây Thunderbolt này thì nó sử dụng cái carbon 46T. Nó là một cái vật liệu carbon bền. Cái đấy mình đánh giá cao. Với một cây vợt giá rẻ thì chúng ta không đòi hỏi quá nhiều ở phần công nghệ, mà cái trải nghiệm của chúng ta cũng như là cái độ bền của nó có tốt hay không thì cái đấy mới quan trọng, đúng không anh em? Như mình đã nói ở phần đầu video ấy, thì cái cây Thunderbolt này nó là một bản clone tỷ lệ 1-1 với cây Atchock 100ZZ. Anh em có thể nhìn thấy khi mình để hai cây với nhau thì nó y hệt như nhau luôn. Ở cây 100ZZ có cái mặt vợt mở rộng ở 4 góc thì cái cây 3D Game này nó cũng có luôn. Cái chụp cán EB Cup Plus XM8, cây Thunderbolt này cũng có luôn, không khác gì hết. Và tỷ lệ giữa mặt vợt, thân vợt và cán vợt y hệt. Nó khác một chút là ở cái độ cứng. Cái độ nặng đầu thì mình cảm nhận được là nó như nhau khi cả hai đều nằm ở mức khoảng 300 đến 305. Tuy nhiên thì cái độ cứng của cái cây Thunderbolt này nó sẽ dẻo hơn khá là nhiều so với cái cây 100Z. Cây 100Z là một trong những cây khá là khoai khi mà cái độ cứng của nó ở mức thượng thừa. Thì cái cây Thunderbolt này nó chỉ ở mức vừa phải thôi. Theo thông số của The Third Game thì anh em có thể nhìn thấy được là nó chỉ trên cái mức từ điểm giữa cân bằng đến cứng nhất thì nó chỉ nằm ở giữa hai khoảng đấy thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng vào trải nghiệm chi tiết từng cú quả xem cây này nó đánh như thế nào. Bao giờ cái cú đầu tiên của anh em chúng ta cũng là cú phông. Cái cây vợt mà team mình trải nghiệm trong hơn 2 tuần vừa qua có phiên bản là
thông số là 5U. Mình căng cái cước 65T, mức căng là 11,5kg. Cái cảm nhận đầu tiên của anh em mình khi cầm vào là cây này rất dễ chịu. Nó có độ cứng vừa phải, độ đầm đầu cũng ở mức vừa phải thôi, nó không quá đầm đầu. Và cái trọng lượng của nó ấy, thì nó sẽ không quá nhẹ như các cây vợt 5U của Ionex, mà nó sẽ tầm tầm ở mức cây vợt 4U. Nhưng cú phông thì không có gì phải chê cả. Với cái độ cứng và độ đầm đầu vừa phải này thì anh em chỉ dùng một chút lực cổ tay là cầu có thể đi tới cuối sân. Và anh em dùng cổ tay điều khiển cầu theo ý muốn anh em thì rất là chính xác, không có gì phải chê. Kể cả những anh em đánh tốt hay anh em đánh trung bình như mình thì đều nhận định cây này phông cầu rất là tốt, cầu đi chuẩn xác theo ý muốn. Anh em có thể phông rất là nhiều trong đánh đơn mà không sợ bị mệt, bị mỏi ở những quả, những tình huống cuối set, hay là những tình huống mà anh em bị dồn cầu mà muốn phông để lấy lại được cái sự chủ động thì cái cây này nó vẫn làm rất là tốt. Tuy nhiên thì những cú chém cầu ấy, những cú mà từ cuối sân anh em chém nhỏ trên lưới ấy, thì anh em mình nhận thấy là ở những cái set đầu tiên làm quen với vợt thì anh em mình sẽ luôn bị thiếu hụt lực một chút, cầu hay bị rút lưới. Một phần cũng có thể do là anh em mình luôn trải nghiệm những cây vợt cao cấp, nó trợ lực tốt. Đến cái cây vợt tầm trung này thì anh em mình chưa điều chỉnh được lực. Sau một vài set thì mọi chuyện nó đã hoàn toàn ổn, không có gì, nó không còn cái hiện tượng mà bị thiếu lực và bị rút lưới nữa. Với một cây vợt giá rẻ nhưng cây Thunderbolt này nó làm cho anh em mình rất ngạc nhiên. Những cú tấn công thì nó cho tiếng nổ rất là tốt, tiếng nổ đanh, kích thích. Nên là khi anh em mình đập thì tiếng nổ tốt sẽ làm cho anh em mình hưng phấn và muốn đập nữa. Những cú đập từ cuối sân mà anh em dùng sức vừa phải thì khá là ổn. Nhưng những cú dồn sức cần để kết thúc thì mình cảm nhận nó chưa thực sự được mạnh như lực anh em chúng ta ra. Những tình huống đập mổ, đập gõ rất là ổn, cầu đi cắm chính xác theo ý đồ. Nhưng mà một số cái tình huống, ví dụ như tình huống mà anh em nhảy vặn đập qua đầu như này ấy, thì mình cảm giác cầu nó đi hơi hiền và nó bềnh, nó không được cắm. Và có cảm giác là nó hơi thiếu lực ở những cái tình huống đấy. Rất dễ để làm truyền hai ở những cái tình huống mà anh em không chủ động lực như vậy. Tiếp đến là những tình huống trên lưới tì đè. Thunderbolt làm tốt ở những tình huống tì đè, vượt linh hoạt, có độ đầm đầu vừa phải nên cho tốc độ ra vượt nhanh, giúp anh em đôi công tì đè với đối thủ. Nhưng những tình huống kê lưới thì cảm giác cầu của anh em mình thì nó hơi thiếu lực. Anh em phải mạnh tay một chút để cầu đi qua lưới và anh em mình bỏ cầu cũng hay bị non và hay bị rút lưới. Tiếp đến là những cú phòng thủ phản tạt. Thì phòng thủ phản tạt có thể nói là một trong những cái điểm mạnh của cái cây Thunderbolt này. Khi mà kể cả anh em có thủ bộc cao sâu hay là thủ khéo thì cái cây Thunderbolt này nó đều rất là tốt. Tuy nhiên thì những cái tình huống phản tạt thì mình nhận thấy cây này chỉ ở mức vừa phải thôi. Những cú thủ phản hay là phản tạt thì nó chỉ ở mức vừa phải. Dù ra lực khá là mạnh và kỳ vọng cầu đi tốc độ cao nhưng đôi lúc cầu đi khá là hiền. Những cú trái tay thì cái cây Thunderbolt này nó cũng không có gì để chê cả. Với cái độ cứng và độ đầm đầu vừa phải thì anh em có thể xử lý những tình huống trái tay rất là mượt mà. Tuy nhiên, anh em muốn ve cao sâu về cuối sân thì anh em sẽ phải dùng thêm một chút lực nữa để cầu đi theo ý đồ của anh em. Về độ bền thì cái cây Thunderbolt này nó có 3 thông số, tất cả là 5U, 4U và 3U. Với mức chịu cân lên tới 30 pound thì và cái sử dụng cái carbon 46T thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng được cây này nó có độ bền tốt. Anh em hoàn toàn có thể tin tưởng của nó có thể chịu được cái mức cân mà anh em phong trào chúng ta chơi. Vậy thì cái cây Thunderbolt này nó dành cho ai? Nó sẽ hợp với lối chơi như thế nào? Phải nói luôn là cái cây Thunderbolt này là một cây vợt cực kỳ dễ chơi. Từ những tay anh em trung bình như mình đến những anh em đánh tốt như bạn Duy hay bạn Bảo ở sân mình thì đều nhận định cây này đánh rất là tốt. Kể cả đánh đơn hay đánh đôi thì đều rất là ok. Cái cây vợt mình trải nghiệm là cây 5U. Cái bạn Tăng ấy, chủ shop Susu Badminton ấy, bạn ấy có chia sẻ với mình là nếu mà bản 4U nó còn đánh ngon hơn nữa.
Nhược điểm của cái cây Thunderbolt này, nếu anh em theo dõi video ngay từ đầu thì anh em sẽ nhận thấy một điều là cái khả năng trợ lực của nó ấy sẽ không được tốt cho lắm. Nếu mà anh em đang đánh từ các cây vợt cao cấp ấy, khả năng trợ lực của nó tốt, chuyển sang cây này thì anh em sẽ nhận thấy rõ một số tình huống, ví dụ như tình huống cây lưới bỏ nhỏ hay là những cú phản tạt ấy, thì nó sẽ luôn bị thiếu lực hoặc cầu đi non không theo ý của anh em. Nhưng anh em phải hiểu một điều là chúng ta phải đánh giá một cây vợt xét trên cái giá tiền và cái giá trị nó mang lại. Thì anh em mình ấy, thì hay trải nghiệm các cây vợt cao cấp của các hãng, ví dụ như là Lightning, Unix và Victor, thì khả năng trợ lực của nó sẽ tốt hơn cây này thật, nhưng mà cái giá thành của nó thì có thể là gấp đôi hoặc gấp ba so với cái cây Thunderbolt này. Nên là mình đánh giá với cái mức giá thành là 1,5 triệu, thì đây là một trong những cây vợt mà đánh rất ngon trong cái tầm giá mà nó có thể vượt xa hơn cái giá trị của nó mang lại. Ngay cả như bạn Duy ấy, bạn ấy sau một vài buổi trải nghiệm thì bạn ấy cũng phải thốt lên một câu là cái cây này nó đánh quá ngon trong cái tầm giá, mà có thể nói là nó còn ngon hơn trong một số cái cây vợt ấy, trong tầm giá 3 triệu của một cái hãng L nào đó mà mình không tiện kể tên. Một lần nữa mình xin cảm ơn bạn Susu Badminton đã cho mình mượn cây vợt này để làm review gửi tới anh em. Và thông qua kênh ptshop.vn thì bạn Tăng là chủ shop có gửi tặng anh em kênh mình mã giảm giá 200.000 khi mua vợt ở chỗ bạn ấy, các cây vợt giờ thớt game mà bạn ấy đang phân phối. Ngoài cái mã giảm giá 200.000 thì anh em vẫn được tặng cước và cuốn cán. Nên là anh em nào có nhu cầu sở hữu những cây vợt thương hiệu 3RD Game hay là thớt game ấy, thì anh em hãy liên hệ với bạn ấy nhé. Thông tin của bạn ấy mình sẽ để dưới phần mô tả. Mình xin dừng cái video review cây Thunderbolt này ở đây. Nếu anh em thấy video hay, hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share. Những cái bấm like của anh em sẽ giúp cho cái video của kênh mình được đề xuất, sẽ tiếp cận được tới nhiều anh em hơn nữa, và nó là động lực để cho anh em mình làm nhiều video hơn nữa để gửi tới anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.